Ok, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Sau đây mình sẽ review cho các bạn xem Bullet Leo. Xe âm thanh nó sẽ như thế nào và quy lực cỡ nào nha. Đây sẽ gắn vào chiếc Sonic này đây. Gắn vô chiếc Sonic này. Đây là kỹ thuật của mình đang thay cổ bô. Thay cái bô này ra, bô zin mở cổ. Bô zin này mở cổ nhiêu em? 27, 27 hả? Ok. Gắn cái này vô nha mọi người. Wow, lỗ hơi bự à. Xài tiêu hả? Tiêu nhiêu nhóc? 32. Tiêu 32 nha mọi người. Lát mình sẽ test có tiêu và không tiêu nha. Mày chắc phê à. Đây, nhông sinh dĩa cũng rất leo luôn nha mọi người. Hơi dơ xíu. Đi rất ngon, khá ổn định. Im. Đấy. Dĩa nó là nhiêu ta? 1544. 1544 bự hơn zin phải không? Bự hơn zin sai. Bự hơn zin sai nha. Im lắm, bóc lắm. Sẵn mở ra vệ sinh con heo luôn, heo sao luôn. Nó bị bó đẻ. Vệ sinh sơ sơ. Chắc mình sẽ chỉ cho mọi người cách vệ sinh heo sao đơn giản. Có thể làm tại nhà. Thấy con heo đây. Đấy. Thấy không? Dơ lắm. Heo này nó ăn nhiều mà nó không tắm, dơ mập lên dơ. Đây. Đây đang đây là quy trình đang gắn cái cổ vô. Cổ 32 nha mọi người. 32 và 51. Bự dữ mày. Không lắm. Nên chạy chắc mất hậu quá mọi người. Này nghề níu lắm. Nó chạy mất hậu không à. Sáng cầm sáng. Đi. Vô. Quá à. Mẹ gắn vô không được con mẹ. Đè máy. Này nổ lớn quá nha mọi người, nổ lớn quá nên tiện cái tiêu nhỏ là xíu. Chơi ngay sớm văn quá rồi, không có chơi bô bự được. Đây, tiện bô nhỏ lại, đại lên cái bô. Ngoại hình được, ok, lên dán xe chuẩn nha, lên dán xe đẹp nha, bao chuẩn luôn.